Hello, long time no see. Cho những ai chưa biết thì hiện tại mình đã không còn ở Việt Nam nữa rồi. Mình đã ra nước ngoài đi du học. I guess I really don't know what Christmas is all about. Hiện tại thì mình đang chờ xe buýt để đi tới Christmas Market. Đây, cái nó quảng cáo phía sau này. Mình sẽ đi xem là chợ Giáng sinh thì có cái gì. Căn bản là ở Việt Nam thì mình cũng không có celebrate cái ngày đó. Nhưng mà nhập ra thì tùy tục thôi. Mình đến thì mình cũng sẽ hòa chung không khí coi sao. Ban đầu thì mình có kế hoạch là sẽ đi với bạn mình cơ, nhưng mà bạn mình đã bị ốm rồi thì kéo mình. Ủa chắc quên mất không đeo khẩu trang. Mình vừa đeo xong thì xe buýt tới luôn. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem trường của mình nha. Hôm qua là mình vừa mới cắt quả mái xong. Thế con nhìn như này là rất bình thường đúng không? Nhưng nếu mà nhìn từ dưới lên như này thì... Thật ra thôi không sao. Có tự tin là được chứ còn nhan sắc không cần mấy. Và đây là tòa nhà chính của trường mình. Trời lạnh quá, mình cứ phải thụt tay vào như thế này này. Tay mình cóng hết rồi, bây giờ mình cầm cái tripod nó cứ rung rung rung. Vâng, và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, xin giới thiệu với mọi người chợ Giáng sinh tại Sagan. Giờ ăn thử chocolate đã đến rồi. Thật sự rất là ngon. Nên là mình phải mua mới được. Đồ chơi đẹp quá trời. Nhưng mà tôi đã quá tuổi rồi, không có chơi được những cái này nữa. Cái gian hàng này mọi người có thấy nó rất chi ở Việt Nam không? Bánh mứt kẹo rồi. Đồ chơi các thể loại mình thấy y chang luôn ấy. Còn chỗ này thì là thịt. Và thịt, rất nhiều thịt. Chỗ này thì là cheese gì đó. Mình chỉ hiểu cái chữ ở trên tường là chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng thôi. Nếu như các bạn ở tầm tuổi tôi thì chắc chắn ai cũng biết đến cái vòng này. Nó đã trendy ở Việt Nam mấy năm trước rồi. Và bây giờ nó xuất hiện ở cái chợ này. Sáng ra chưa ăn gì cả mà đã đi quay luôn. Cho nên đây là lúc tôi lấp đầy chiếc bụng này. Ok, sau khi có bánh thì không thể không đi rửa tay được. Ôi trời ơi, đứng ở trong góc vừa ăn bánh vừa ngắm chợ. Tự dưng tôi cảm thấy cuộc đời này rất là thảnh thơi. Và bỗng chốc tôi quên hết mọi deadline luôn. Tôi đang ăn thì tôi thấy máy bay bay qua. Không biết có ai như tôi không chứ, từ khi mà tôi qua bên này, lúc nào đi ra ngoài là tôi sẽ nhìn lên trời để canh xem là có máy bay bay qua đầu không. Nó ăn thật sự rất là nóng ý, nhưng mà tay mình được cóng xong mình không cảm nhận được gì nữa luôn. Mình phải ăn nhanh không là mặt trời nó lặn và nó sẽ tối, mình không quay được gì nữa. Ăn đứng mỏi chân của mọi người rồi. Ăn xong uống miếng nước rồi đi tiếp thôi.
Các bạn có nghĩ mình nên đánh son không? Nghe nó cũng không sao cả mà. Sau một hồi tự vấn sắc đẹp thì nhận ra là mình chưa rửa tay sau khi ăn. Trời ơi, lon ton chạy đi rửa tay ngay lập tức. Và sau đó thì không thể không đến tiết mục bôi kem tay để chống chọi lại cái sự nứt nẻ của thời tiết giá băng này. Lại đi ngắm nghía tiếp đây. Tự dưng nhận ra chỗ mình đứng ăn bánh có cái nhà phao gì đó, nhưng mà thôi lười lắm không vào. Và đây là gian hàng mà tôi thích nhất vì cái sự retro vintage của nó, dù nó bé thôi nhưng mà đồ lung linh cực kỳ luôn. Nhìn từ xa thấy nhiều mấy cao hung như này nên tôi phải chạy lại luôn ý. Trời ơi, thiên đường. Lại là một tiệm sách nữa, không có gì đặc sắc cả, nhưng người bán hàng cute nên là tôi cho lên hình luôn. Gian hàng yêu thích tiếp theo của mình là nơi bán tinh dầu và túi thơm. Thật sự vừa nhìn một cái, tôi đã nghĩ đây là những cái túi muối mà người Việt Nam mình mua trong đêm giao thừa đó. Cỡ đại luôn này. Mỏi chân quá, dừng lại tranh thủ selfie tí. Thật sự là mình không thể đi hết tất cả các gian hàng được, vì mình phải về nhà chạy deadline. Mình thật sự muốn đi chơi nhưng mà quỹ thời gian của mình không cho phép. Và đây là toàn cảnh Christmas Market tại thành phố mà mình đang sinh sống. Còn đây là mình đang chống chọi với cái sự lạnh giá này. Ok, bây giờ thì chụp ảnh làm kỷ niệm thôi. Quay trở lại trường học thì nhận ra còn có cả cỗ xe của ông già Noel nữa, ban nãy mình không để ý. Quay nốt cho các bạn xem rồi về đây, lạnh quá. Mình đã lên xe buýt và về nhà, hành trình đi chợ Giáng sinh của mình đã kết thúc tại đây. Nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều video như thế này nữa thì đừng quên like, share và comment cũng như subscribe channel của mình nhé. Đây là 2 viên sô-cô-la dành cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.